Chiều ngày 2 tháng 4, ông Đỗ Việt Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, đã chỉ đạo Công an thành phố Pleiku phối hợp với Ban An toàn Giao thông điều tra vụ tai nạn trên quốc lộ 14, đoạn qua ngã ba La Sơn, thôn Hàm Rồng, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, làm 2 người tử vong, đồng thời tổ chức cứu chữa người bị nạn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 5 phút cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Đông, 52 tuổi, trú Đắk Lắk, điều khiển xe khách biển kiểm soát 47B02230 chở theo 29 người di chuyển trên quốc lộ 14 hướng Đắk Lắk Gia Lai. Khi đến ngã ba La Sơn, ô tô khách nói trên đã xảy ra va chạm với ô tô tải biển kiểm soát 81C18787 do Trần Duy Hùng, 27 tuổi, trú tại huyện Mang Giang, Gia Lai điều khiển đang di chuyển ra quốc lộ. Sau đó xe khách đã lao vào căn nhà vắng chủ ven đường. Vụ tai nạn khiến ông Đông và ông Phan Văn Nguyện, 76 tuổi, Hà Tĩnh, tử vong. 8 người còn lại bị thương hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện với các vết thương như chấn thương sọ não, chấn thương bàn tay, chấn thương cột sống, chấn thương đầu, ngực, vai. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của ô tô tải ghi nhận tốc độ xe lúc 12:02:39 là 13 km/h, lúc 12:02:19 là 40 km/h. Riêng xe khách không ghi nhận được dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình. Ngày 2 tháng 4, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin chính thức về vụ trọng án xảy ra ở thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động vào rạng sáng cùng ngày. Theo đó, khoảng 2 giờ ngày 2 tháng 4, tại nhà ông Đào Quang Lâm, 85 tuổi, ở thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa có tiếng hô hoán. Ngay sau đó, công an xã Chính Nghĩa cùng người dân đến thì phát hiện Nguyễn Xuân Phú, 30 tuổi, ở thôn Tạ Trung là cháu ngoại ông Lâm, đang dùng dao đâm ông Lâm. Đồng thời, tại hiện trường, phát hiện vợ ông Lâm là bà Mạc Thị Huệ, 81 tuổi, bị một con dao cắm vào đầu. Công an xã Chính Nghĩa và người dân đã khống chế được đối tượng Phú, sau đó đưa ông Lâm bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Trong khi bà Huệ được xác định đã tử vong tại hiện trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự phối hợp Công an huyện Kim Động và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Kim Động tập trung điều tra làm rõ. Theo xác minh ban đầu, Phú là đối tượng đã nhiều lần được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị thần kinh. Trước đó, thường ngày, Phú ở trên trang trại cùng bố mẹ đẻ ở khu chăn nuôi tập trung phía sau xã Chính Nghĩa. Sau 7 năm nỗ lực, Việt Nam và Israel đã ra tuyên bố kết thúc quá trình đàm phán chuẩn bị ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Israel, VIFTA, ngay trong năm 2023. Văn phòng Bộ Công Thương thông tin, theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel, Ni Pakat, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã dẫn đầu đoàn công tác sang nước này để thống nhất nội dung và chính thức tuyên bố kết thúc đàm phán VIFTA. Tại cuộc gặp diễn ra vào ngày 2 tháng 4, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên mong muốn có nhiều doanh nghiệp Israel đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp vật liệu, công nghệ thông tin, sản xuất xanh, sản xuất sạch, đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp. Bộ trưởng Ni Pakat đồng ý tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác, trao đổi giữa hai bộ, cũng như thúc đẩy các chương trình xúc tiến thương mại tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Israel và Việt Nam trong kinh doanh và đầu tư để tận dụng các cam kết của VIFTA ngay khi hiệp định được ký kết và có hiệu lực. Hai bên đã thống nhất tuyên bố về việc kết thúc đàm phán FTA giữa Việt Nam và Israel sau 7 năm với 12 phiên đàm phán. Tuyến đường ven kênh Đốc Phủ Hiền ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã bị sạt lở khoảng 80 mét, gây ảnh hưởng đến cuộc sống 11 hộ dân với gần 50 nhân khẩu, thiệt hại khoảng 570 triệu đồng. Đến trưa ngày 2 tháng 4, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sạt lở khoảng 80 mét đường giao thông ven kênh Đốc Phủ Hiền, thuộc ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Đéc Nguyễn Văn Hon cho biết, trước mắt địa phương sắp xếp bố trí chỗ ở cho một hộ dân có nhà bị sụp xuống kênh. Lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với các đoàn thể xã hỗ trợ người dân di dời vật dụng tài sản về nơi an toàn, gia cố tạm thời đoạn đường, hạn chế tình trạng tiếp tục sạt lở vào sâu hơn. Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành chuyên môn khảo sát thiết kế và xây dựng lại đoạn đường bị sạt lở để thuận tiện cho người dân lưu thông. Về lâu dài, thành phố sẽ báo cáo tỉnh để kiến nghị Trung ương đầu tư kinh phí xây dựng kè ven kênh Đốc Phủ Hiền nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc sống người dân, ông Nguyễn Văn Hon cho biết thêm.
Ngày 2 tháng 4, ông Nhan Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu xác nhận, người dân trên địa bàn xã đã bắt được một con cá sấu. Trước đó, khoảng 1 giờ sáng, một hộ dân ở ấp Cái Tràm A1, xã Long Thạnh nghe tiếng chó sủa nhiều trước nhà nên đi ra xem thì phát hiện một con cá sấu. Sau đó, chủ hộ huy động một số người dân lân cận vây bắt con cá sấu. Qua ghi nhận, con cá sấu dài khoảng 1,6 mét, nặng khoảng 20 kg. Trước đó, ngày 25 tháng 3, cách địa điểm này khoảng 1 km, người dân báo tin nhìn thấy một con cá sấu trong ao cá. Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm tiến hành vây bắt nhưng không thành. Về con cá sấu mới phát hiện, chính quyền địa phương vẫn chưa thể khẳng định có phải là con cá sấu tìm kiếm mấy ngày qua hay không. Ông Dũng cho biết thêm, sẽ bàn giao cá thể cá sấu vừa bắt được cho chi cục kiểm lâm tỉnh Bạc Liêu để xử lý theo đúng quy định. Tập thể nghệ sĩ của hãng phim truyện Việt Nam làm đơn kiến nghị gửi Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng đề nghị đưa giải pháp cho gần 300 phim bị dính bết, hư hỏng nặng ở kho bảo quản. Đồng thời nhấn mạnh đây là tổn thất nghiêm trọng và đề xuất công ty vận tải thủy Vivaso phải in lại toàn bộ các bản phim bị hỏng theo đúng tiêu chuẩn quốc tế ở dạng dương bản và chuyển lại cho nhà nước quản lý. Đơn kiến nghị của các nghệ sĩ nêu rõ, những bộ phim này đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu của các thế hệ nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam đi trước. Nhiều bộ phim đạt những thành tựu lớn tại các liên hoan phim trong nước và quốc tế là di sản văn hóa của cả dân tộc. Đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch có phương án đánh giá công khai minh bạch thiệt hại này để Vivaso có phương án đền bù. Liên quan tới vấn đề này, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho biết, nhằm đánh giá hiện trạng bảo quản kho phim tại hãng phim truyện Việt Nam, Cục Điện ảnh và Viện Phim Việt Nam đã cử cán bộ xuống hãng khảo sát xem xét. Tình hình thực tế cho thấy những cuốn phim này đã bị hư hỏng nặng. Chia sẻ với nghệ sĩ về những bức xúc trước thực trạng chung của hãng phim, cũng như tình cảnh của kho phim thuộc hãng hiện nay. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Điện ảnh cho rằng, yêu cầu Vivaso in lại những phim bị hư hại tại thời điểm này chưa cần thiết, cũng như không phù hợp theo quy định của luật điện ảnh.